Các cầu thủ của chúng tôi đã gặp chút áp lực khi phải đá trận ra quân trên sân của Ả Rập Xê Út. Tôi tin đội bóng sẽ khắc phục tốt nhất những khó khăn để thi đấu. Tuy đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện tại vòng loại thứ 3 World Cup, nhưng các cầu thủ đã có kinh nghiệm đối đầu với các đối thủ Trung Đông tại ASEAN hay Asian Cup. Về sự chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, đội tuyển Việt Nam là đội khách. Chúng tôi chỉ là hạt giống số 6 trong bảng. Và tôi nghĩ rằng Ả Rập Xê Út sẽ quyết tâm có 3 điểm trong trận đấu ngày mai trên sân nhà. Và nhiều khả năng họ sẽ gây áp lực cho chúng tôi ngay từ đầu. Vì vậy, đội tuyển sẽ phải cố gắng vượt qua được những áp lực đó để tìm kiếm cơ hội tấn công. Những trận thua đậm của đội tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út đã xảy ra từ năm 2001, cách đây 20 năm rồi. Khi đó tôi chưa làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi không nên trả lời về những trận đấu đó. Nhưng tôi chỉ chắc chắn một điều là năm nay sẽ khác hẳn thời điểm đó. Tôi hiểu sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Khán giả đang dõi theo hành trình của chúng tôi. Ả Rập Xê Út là đội tuyển hàng đầu của châu lục. Nhưng chúng tôi sẽ phát huy tinh thần Việt Nam. Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ chơi hết sức để không làm phụ lòng người hâm mộ. Đặc biệt, ngày mai là ngày Quốc Khánh. Tôi mong các cầu thủ sẽ cố gắng mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Thank you.